Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel và cụ thể là S Game. Ngày hôm nay thì chúng ta đang có ở đây một tựa game mang tên là Olympus Rising. Nó hơi ngược với lại cái tựa phim là Olympus Has Fallen. Cái trò chơi này thì là Olympus Rising, có nghĩa là kiểu ngọn núi Olympus thì đang kiểu cao dần lên. Đây là cái thành phố của mình. Về cơ bản thì nó giống như kiểu là một ngọn núi Olympus ấy. Mình sẽ đóng vai kiểu cai quản nó và kiểu cùng xây dựng nên cái đỉnh núi Olympus với rất là nhiều những cái tượng đài và sở hữu những cái vị hero, nó chính là những cái vị thần ở trong cái thần thoại Hy Lạp. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem những cái vị thần nào mà chúng ta có thể mua được. Thì hiện tại bây giờ mình mới chỉ có mỗi cái thằng Head Queen thôi. Head Queen, vị thần sức mạnh Head Queen, đồ họa trên đây này rất là đẹp. Đây các bạn có thể thấy thằng Head Queen của mình đây. Ngoài ra thì sau này mà chúng ta có nhiều tiền hơn, level cao hơn thì hoàn toàn có thể mua được những vị thần khác. Ví dụ như là Prometheus này, rồi Prometheus, nói chung là mình cũng chỉ biết một vài vị thần ở trong này thôi. Wow, có cả con rắn ba đầu, Griffin nữa này, nói chung là đây con này chắc con xịn nhất rồi đấy. Nói chung là ngoài hero ra thì chúng ta còn có rất nhiều những loại quân. Nói từ nãy đến giờ thì quân dùng để làm gì, tướng dùng để làm gì thì phải đi đánh nhau thì biết được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay cái giao diện đánh nhau. Ở cái game này thì chúng ta sẽ không đánh nhau một mình, không thẩm dụ một mình đánh nhau với lại mấy cái bọn tự động, mà mình sẽ đánh nhau với lại những người chơi khác đây. Thì đây là cái giao diện của thế giới đã làm chủ được, bá chủ được một số những cái hòn đảo như này. Thì những cái hòn đảo này là những hòn đảo của người khác này. Đây, zoom in vào. Đây là hòn đảo của người khác, mình sẽ tiến hành tấn công. Và đây là giao diện tấn công của thế giới này các bạn. Có lẽ là sẽ rất nhiều bạn thấy quen thuộc. Chúng ta sẽ click vào đây thì sẽ gọi quân ra này các bạn. Đấy, click vào thì nó sẽ gọi quân ra. Cái thanh là thanh mana này. Mana sẽ hồi theo thời gian, nhiều mana thì chúng ta sẽ gọi được nhiều quân hơn. Và bên này chúng ta sẽ có một số những skill đó. Skill đó là skill kiểu dội lửa một phát chết luôn cả đám luôn. Đấy, cái quân của mình đã ra đông. Cách điều khiển hero thì rất đơn giản thôi, chúng ta chạm vào đâu thì hero sẽ đi đến đấy. Còn cái bọn lính ấy thì nó sẽ tự động di chuyển theo. Mình vừa mới dùng cái skill hồi máu cho quân. Khi mà chúng ta đánh nhau với những tháp canh như này thì chúng ta sẽ cần phải hồi máu cho quân, nếu không thì nó sẽ bị chết mất. Đó. Ok, một số những cái thằng quân thì nó sẽ có những cái skill, ví dụ như các bạn vừa mới thấy là cái thằng bắn cung, nó có skill bắn cung rất là nhiều, những cái mũi cung từ trên trời rơi xuống. Thì với những cái quân level cao, ví dụ như là những con Medusa các kiểu, thì ngoài thì nó còn có rất nhiều những cái thể loại kiểu pháp thuật rồi là skill khác nhau nữa. Thì ở cái game này không những là hero có skill mà kể cả quân cũng sẽ có skill luôn. Nhiệm vụ của mỗi màn đấu thì chúng ta sẽ bây giờ sao quân mình chết rồi. Đúng sao đây? Mình làm gì nhỉ? Kiểu nói mãi lúc mà kiểu quay lại thì quân chết hết luôn rồi. Ok, thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là đi đến cuối cùng và phá được cái thành trì của đối phương. Đây, thành trì là thành trì cuối cùng của đối phương rồi. Mình đang đánh một mình đây. Thì khi mà chúng ta phá được đổ cái cổng của đối phương trong thời gian quy định, ở đây mình sẽ chỉ còn 20 giây nữa thì mình phải phá được cái cổng, có lẽ là sẽ kịp thôi. Rồi, như vậy là mình đã phá được cái nhà của đối phương và victory với 3 sao. Sau một trận đấu thì chúng ta sẽ có tiền và một số những cái loại nguyên liệu khác. Ngoài ra thì chúng ta còn được mở hòm để lấy thêm phần thưởng nữa. Ok, tiền bạc đi đánh nhau cướp của giết người về thì sẽ mang tiền về để xây dựng cái ngọn núi Olympus của chúng ta. Ok, quay trở lại thì ngoài cái việc là chúng ta xây dựng thành phố này, đi đánh người khác thì tất nhiên là chúng ta sẽ còn có một cái phần đó là phòng thủ. Thì đây chính là cái phần phòng thủ. Mỗi một người chơi thì sẽ có một hệ thống phòng thủ của riêng mình. Và vừa nãy thì cái hệ thống phòng thủ của cái thằng bạn đấy thì mình đánh giá là khá là tốt. Mình đã mất khá là nhiều thời gian để có thể vượt qua được hệ thống phòng thủ của hắn ta. Thì ở đây chúng ta sẽ có quyền thay đổi cái đường đi, làm sao cho nó ngoắc ngoéo hơn, và chúng ta có thể xây dựng thêm những cái chòi canh. Đó. Ở đây thì các bạn có thể thấy là nó còn có thêm cả cái phần cổng thành nữa. Đây, cái phần cổng thành này, tuy nhiên thì mình đã hết mất rồi, mình mắc rồi, mình không mua được thêm nữa. Sau này level cao hơn thì chúng ta sẽ còn có những cái loại nhà khác nhau. Ví dụ như là có cả nhà con rắn này. Đấy, những cái nhà này thì sẽ bắn ra những cái đam lan. Ví dụ nhà này bắn đam lan này mình chưa có, level 6 mới có cơ. Thì ở đây chúng ta có một cái tính năng khá là hay, đó là chúng ta có thể test xem cái hệ thống phòng thủ này nó đã tối ưu chưa. Đây, test defense. Đó, thì chính mình sẽ đánh lại chính mình luôn. Nghĩa là bản thân mình sẽ mang quân đi đánh mình để thử xem là cái hệ thống phòng thủ của mình đã ok chưa. Các bạn có thể lưu ý là chúng ta nên xây bức tường thành nó ngay đằng trước của cái chòi bắn cung và những cái chòi. Cho nên là khi mà quân địch phá cổng thành thì nó sẽ bị cái thằng cung đằng sau nó bắn. Đấy, về cơ bản là như thế. Tuy nhiên thì với những cái level đầu này thì chúng ta cũng chưa cần phải quan tâm nhiều đến cái yếu tố phòng thủ đâu. Các bạn cứ mang quân đi đánh nhau thật là nhiều vào, phòng thủ thì cũng không cần lắm. Rồi, như vậy là mình đã phá xong nhà của mình. Rất là buồn cười. Kiểu thầm du ấy, tự đánh với chính mình. Tuy nhiên thì đánh với chính mình thì chúng ta sẽ có thể test được là liệu chúng ta đã sắp xếp các thứ ok chưa. Với những cái tựa game xây dựng thành phố thì một yếu tố không thể thiếu đó chính là kim cương. Kim cương dùng để đốt cháy giai đoạn, xây dựng nhanh hơn. Và trong cái quá trình mình chơi tựa game này, mình tích có mãi mới được 190 kim cương. Và ngay bây giờ mình sẽ đốt hết tất cả cho các bạn xem. Ok, xây tất bằng kim cương.
Yeah, như vậy là sau một hồi mình dùng rất là nhiều kim cương thì mình đã unlock được một vị hero mới, tặng anh nhìn rất là báo. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mang thử cái thằng hero mới này đi với nhau xem sao. Rồi, và đây là thằng quân mới của mình, nó ra trận. Wow, cái kiếm của nó thực sự là quá đẹp so với quy định. Cái kiếm của nó rất đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau xem thằng này thể hiện như thế nào trong chiến trường. Wow, đông thế hả rồi. Wow, thằng này nó có một cái skill là đốt lửa quanh người để gây đam cho đối phương. Đẹp đấy. Tiếp tục nào, wow. Có một cái nhược điểm của thằng này nó đi khá là chậm. Nhưng mà mình nghĩ là cái một thằng đi chậm như này thì cái phần máu của nó sẽ trâu. Đấy, và nó đi chậm hơn cả mấy thằng đệ của mình luôn. Đi sau cả đệ luôn. Wow, các bạn có thấy là cái skill của này rất là có hiệu quả với cái việc là phá nhà đấy. Các bạn có thấy không, khi mà bật lửa lên thì nhà cháy dữ dội và máu của nhà tụt rất là nhanh. Ok. Ok, như vậy là mình đã vừa giới thiệu đối với các bạn và cùng các bạn chơi thử tựa game mang tên là Olympus Rising. Với cái tựa game này chúng ta sẽ được quản lý một ngọn núi Olympus với rất là nhiều những cái vị thần cũng như là những cái quân lính. Chúng ta sẽ có thể xây dựng thành phố này, vừa được đi đánh nhau này và vừa thủ thành luôn. Sự kết hợp 3 trong một tựa game thứ nhất. Và một điểm cộng nữa đó là cái trò chơi này có đồ họa rất là đẹp, mình phải công nhận là như thế. Điểm mạnh nhất của trò chơi này là đồ họa đẹp, còn lại thì thực ra là chơi khá là dễ, đi nhau khá là đơn giản. Những cái thao tác chúng ta sẽ không cần phải đầu tư vào đây quá nhiều. Rồi, thì mời các bạn tải cái tựa game này về và chơi thử. Tựa game này thì hoàn toàn miễn phí ở trên iOS và Play Store mà thôi. Chúc các bạn vui vẻ với Olympus Rising. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.